Lên YouTube của cháu rồi. Chào mừng quý vị cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Như La Ca. Và hôm nay là chiều ngày 18 tháng 6 năm 2023 nhằm mà chủ nhật quý vị. Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi mà thời tiết ở tại thành phố Đà Lạt rất là tốt luôn. Sáng thì nắng, chiều thì hoàng hôn rất là đẹp. Nên nhân dịp một buổi chiều hoàng hôn đẹp, trời không mưa, Như La Ca đi ra ngoài quảng trường Lâm Viên cũng như là một số tuyến phố để gửi tới quý vị những cái hình ảnh vào chiều ngày hôm nay. Thì cứ hễ mà tới cuối tuần thì du khách đến thành phố Đà Lạt cũng rất là đông quý vị, đông hơn so với những cái ngày bình thường khoảng tầm 3-40%. Còn những ngày bình thường thì cũng rất là đông rồi, ngày bình thường thôi thì đi ra những cái con đường con phố lâu lâu cũng bắt gặp tình trạng là ùn ứ kẹt xe đó quý vị. Còn cuối tuần thì kẹt xe thì thôi rồi luôn. Nào là đèo Mimosa hay là đèo Tà Nung, rồi những cái tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, rồi vòng quanh những cái khu vực chợ Đà Lạt thì lúc nào cũng xảy ra tình trạng ùn ứ vào những cái khung giờ. Còn bây giờ thì Như La Ca sẽ hướng ra phía quảng trường Lâm Viên để gửi tới quý vị những cái hình ảnh ngay quảng trường Lâm Viên, sau đó đi vào chợ đêm Đà Lạt cũng như là một số tuyến phố. Sau đó thì Như La Ca cùng với gia đình và một số người bạn nữa có gặp mặt nhau cuối tuần ở ngay một nhà hàng trên đường Lê Thánh Tôn. Nơi đó là nhà hàng Vườn Hồng Cổ vị BBQ, có tiệc nướng rồi ăn uống các cái món cũng khá là ngon, một cái không gian rất là ấm cúng. Cho nên mời quý vị cô chú anh chị các bạn cùng đồng hành với Như La Ca. Trước mắt chúng ta là quảng trường Lâm Viên với những người người ta cosplay thành Tôn Ngộ Không rồi những chú ếch để chụp hình cho trẻ em chụp hình cũng như là bán một số các cái loại bánh kẹo quý vị. Quảng trường Lâm Viên thì vào buổi chiều vào mùa hè thì ngoài việc du khách đến đây để tham quan vui chơi chụp ảnh thì người dân Đà Lạt cũng ra đây rất là nhiều để thả diều quý vị. Mùa này ngay trung tâm thành phố Đà Lạt thì có hai điểm mà thả diều đông và đẹp. Đó là quảng trường Lâm Viên và thứ hai nữa đó là khu vực sân vận động Đà Lạt ở trên đồi Soviet Nghệ Tĩnh đó quý vị. Ngay quảng trường Lâm Viên thì người ta thường dắt những chú chó ra đây để cho du khách chụp ảnh, và mỗi lần chụp ảnh đó thì sẽ gửi một số tiền cho chủ của những chú chó này. Và người Việt Nam mình khi mà đến Đà Lạt du lịch thì thường rất thích chụp hình với những chú chó, với những chú thú cưng. Và xa xa kia thì có một bức tượng như là không di động luôn. Ở trên này thì ngay khu vực quảng trường Lâm Viên thì thực ra thì không có bán dạo cũng như là chụp ảnh như thế này đâu. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng tới thì mọi người cũng phải dọn dẹp chạy hết quý vị. Bức tượng kia đang đứng yên chỗ nhưng mà lực lượng chức năng tới thì cũng phải chạy luôn. Ngày trước ngay phía dưới thì có một cái chỗ mà cho thuê xe, những chiếc xe điện rồi những chiếc xe mà cho trẻ em chơi đó quý vị. Mà do ngày một số các cái vấn đề phức tạp cho nên hiện nay cấm luôn, không cho thuê xe rồi xe điện ở phía dưới. Khu vực này chiều chiều chúng ta ra ăn uống những cái món xiên nướng, rất là nhiều về xiên nướng, sữa đậu nành, bắp nướng, trứng nướng cũng đem ra đây bày bán rất là nhiều. Mùa hè là mùa cao điểm du lịch ở Đà Lạt quý vị, cho nên du khách nườm nượp tới đây rất là đông. Chúng ta thấy là những cái video trước của Như La Ca cập nhật thì chúng ta thấy là xe cộ và các cái khu du lịch lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Ở đây thì mua ủng hộ
cho chú thỏ dễ thương hai cây kẹo. Như hôm qua thì ngày 17 tháng 6 quý vị, thì Nhân Lai Cà cũng có cập nhật về vấn đề làm đèo Ren quý vị. Thì hiện nay đèo Ren là một trong những cái công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng cũng như là thành phố Đà Lạt, khi mà đang xây dựng khởi công mở rộng thành 4 làn đường, rồi mở rộng gấp đôi so với cái kết cấu hiện tại quý vị. Thì cũng có một điều rất là đáng buồn xảy ra, đó là một cái tai nạn lao động ở khi đang thi công ở đầu đèo quý vị. Mùa này là mùa mưa liên tục, mưa to quý vị, cho nên là đất đá cũng như là những cái đất đỏ ba gian ở trên cung đèo Mimosa đó, trên cung đèo Ren đó, thì khi mà mưa nhiều thì nó sẽ mềm ra, và khi mà chúng ta thi công nếu mà không đảm bảo, nhiều khi nó sẽ bị sập xuống rồi gây ra tai nạn. Ngày hôm qua thì không chỉ ở cung đèo Ren mà trên địa phận tỉnh Lâm Đồng, ở Bảo Lộc đúng không vị, cũng có một tình trạng là sạt ta luy sập nhà, và cũng một người thương vong và một người bị thương, hai vợ chồng ngủ trong nhà đó vị. Cho nên địa hình ở Đà Lạt cũng như là tỉnh Lâm Đồng không có vô đâu, lát đi đồi núi rồi có những cái bờ ta luy rất là cao, khi mà mưa rồi nếu mà làm không chắc chắn thì hay xảy ra tình trạng là bị sạt lở bờ ta luy. Trước mắt chúng ta thì ngay quảng trường Lâm Viên thì nổi bật với hai quả cầu chính, đó là quả cầu Atiso, một loài hoa đặc trưng của thành phố Đà Lạt, còn quả cầu còn lại màu vàng là một cái bông hoa dạ quỳ quý vị. Bông hoa dạ quỳ thì cứ độ tới tháng 11 đó quý vị, cuối tháng 10 đầu tháng 11 là bắt đầu hoa dạ quỳ nở rất là nhiều ở những cái cung đường ở thành phố Đà Lạt và ngoại ô, cho nên tới mùa đó du khách lên chụp hình hoa dạ quỳ quá trời luôn. Đà Lạt thì có rất là nhiều các cái loại hoa đặc trưng, mà nói chung là thành phố Đà Lạt là một trong những cái thành phố mà trồng cái cây gì cũng ra hoa, cái trái đơm bông rất là đẹp. Cho nên Đà Lạt được coi như là thành phố ngàn hoa, rồi thành phố ngàn thông, hay là thành phố hoa mai anh đào. Một buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp quý vị ha, đi dạo quanh ngay quảng trường Lâm Viên thôi là cũng đã rất là thích thú rồi. Ban đêm thì thường là du khách sẽ tập trung vào ngay khu vực chợ đêm Đà Lạt và một phần ở ngay quảng trường Lâm Viên quý vị. Ban ngày thì du khách đổ ra những cái khu vực ngoại ô để tham quan du lịch. Ngày nay thì ở Đà Lạt các cái khu du lịch mở ra rất là nhiều, và Nhân Lai Cà cũng review rất là nhiều các cái khu du lịch, cũng như là đưa những cái tour mini nhỏ tầm 4-5 người đó quý vị, hoặc là gia đình nhỏ đi tham quan các cái khu du lịch ở tại Đà Lạt, rồi trải nghiệm ăn uống ở Đà Lạt. Cho nên những cái video đó kết hợp với các cái khu du lịch khác mà Nhân Lai Cà review thì chúng ta có thể tham khảo cho một cái chuyến hành trình khi mà đến Đà Lạt du lịch. Những cái cửa hàng, những cái quán ăn, rồi những điểm ăn uống vui chơi Nhân Lai Cà cũng review rất là nhiều. Cho nên chỉ cần quý vị tham khảo hết các cái video của Nhân Lai Cà thôi thì cũng có một cái hành trình rất là hoành tráng khi mà đi tham quan du lịch Đà Lạt. Mấy đứa phá phát đó. Sau khi có những cái cơn mưa mà ở khu vực phía Bắc cũng như là toàn cả nước vậy, thì bắt đầu sắp tới đây thì một đợt nắng hạn sẽ tiếp tục và dự báo sẽ kéo dài ở từ Bắc cho tới Nam. Thì kết hợp với hoạt động của El Nino thì chắc chắn rằng là những tháng tới sẽ là rất là nóng quý vị, đặc biệt là khu vực phía Bắc và miền Trung, đặc biệt khu vực miền Trung đó quý vị, Nghệ An, Thanh Hóa, rồi trải dài cho tới Quảng Trị, rồi Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Định, thì những cái khu vực đó nhiều nơi nóng cho tới 38, 39 độ và thậm chí lên tới 40 độ theo dự báo thời tiết trong cái đợt nắng nóng tiếp theo. Và khu vực miền Nam cũng vậy quý vị. Tuy nhiên thì quý vị cũng thấy thành phố Đà Lạt dù có những nơi khác nóng cực
cỡ nào thì thành phố Đà Lạt thì cũng không có nóng, quý vị, luôn luôn mát mẻ quanh năm. Cho nên thường những cái đợt nắng nóng đó thì du khách sẽ đến Đà Lạt rất là nhiều để tránh cái nóng cũng như là nghỉ mát ở Đà Lạt. Ngày nay khi mà những người mà có tiền, quý vị, thì thường đến thành phố Đà Lạt để mua đất cũng như mua nhà ở Đà Lạt để nghỉ dưỡng khi mà nắng nóng, hoặc là những ngày cuối tuần, quý vị, thì họ bay vào để nghỉ ngơi. Thực ra thì những người mà mua đất hay là mua nhà ở Đà Lạt để nghỉ ngơi thì thực ra là những người cũng khá giả, có tiền, quý vị. Vì đất đai ở Đà Lạt ngày nay thì giá rất là cao. Hiện nay thì tính bằng mét vuông, những khu vực mà xa xa như là phường 4, phường 5, những cái con hẻm thì giá đất hiện nay thì cũng, nếu mà xây dựng được thì giá đất hiện nay thì một tầm khoảng 15 cho tới 20 triệu đồng một mét vuông. Tương ứng là nếu mà chúng ta mua những cái đất hẻm thì giá tầm khoảng 2-3 tỷ. Còn nếu mà chúng ta mua đất mà ô tô vào được, quý vị, ô tô vào được mà ngon lành một tí thì giá cũng phải 6-7 tỷ cho tới hơn 10 tỷ. Ghê vậy. Bây giờ thì Như Là Cà sẽ di chuyển vào khu vực chợ Đà Lạt. Thì bây giờ là gần 18 giờ rồi, quý vị. Thì Như Là Cà sẽ di chuyển vào đó để gửi tới quý vị những cái hình ảnh ở ngay chợ Đà Lạt. Sau đó thì sẽ di chuyển qua bên nhà hàng Vườn Hồng Cổ BBQ, quý vị. Thì để dùng buổi tối với những người bạn. Ngay khu vực quảng trường Lâm Viên, hôm nay là chủ nhật, quý vị, thì du khách cũng về bớt rồi. Thường thì đông vào tối thứ sáu và thứ bảy, còn tối chủ nhật thì cũng đông, nhưng mà ở một mức độ vừa phải, không có đông hơn so với hai cái đêm là thứ sáu thứ bảy là đông nhất. Và thời tiết đẹp như thế này thì khi mà dự báo thời tiết mà đẹp như thế này thì du khách còn sẽ lên đông nữa, quý vị. Thì đi du lịch đó thì chúng ta chỉ mong muốn một cái thời tiết là trời nắng đẹp để mà chụp ảnh rồi tham quan du lịch, quý vị. Chứ mà trời mưa, tối hôm qua là tối thứ bảy đó, mưa quá trời mưa, nhưng hôm nay là chủ nhật là trời nắng rất là đẹp. Hồ Xuân Hương là một thắng cảnh của thành phố Đà Lạt và là một thắng cảnh quốc gia luôn, quý vị. Thì Hồ Xuân Hương là nơi mà điều tiết khí hậu cũng như là thời tiết ở Đà Lạt một phần nào đó làm cho thành phố Đà Lạt mát. Có một cái hồ mà ở giữa trung tâm thành phố như thế này thì nó rất là tốt, quý vị. Ngoài việc là một cái thắng cảnh mà chúng ta còn đi bộ, đi dạo, đạp xe đạp xung quanh Hồ Xuân Hương để ngắm cảnh nữa, tạo nên một cái vẻ đẹp riêng của cái thành phố. Trước mắt chúng ta đó là chợ đêm Đà Lạt. Bây giờ thì vẫn còn sớm, chưa tới 18 giờ 6 giờ chiều đâu, vì mà hàng hóa cũng như là các cái cơ sở kinh doanh, người ta đã, tiểu thương người ta đã dọn ra đầy đủ để phục vụ cho du khách khi mà tới tham quan ở khu vực chợ đêm. Vào khu vực chợ đêm thì chúng ta là một cái thiên đường ăn uống luôn, quý vị. Nơi đây thì tập hợp rất là nhiều các cái món ăn từ đủ mọi vùng miền, từ hải sản cho tới những cái món nướng BBQ, rồi xiêm nướng cho tới bún bò, mì quảng, hủ tiếu, có hết, quý vị. Cho nên vào khu vực này chúng ta ăn vặt cho tới ăn no bụng luôn cũng đều có. Và dọc trên cái lối đi vào thì chúng ta thấy có hai cửa hàng của Lăng Farm. Thì Lăng Farm là một trong những cái cửa hàng mà đặc sản nổi tiếng ở Đà Lạt, quý vị. Thì mua đặc sản ở đó thì cũng rất là yên tâm. Và trong khu vực chợ đêm Đà Lạt thì người ta bán dâu tây cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì dâu tây thì chúng ta có rất là nhiều loại, quý vị. Chúng ta phải phân biệt được dâu tây thì có rất là nhiều loại. Những loại dâu bình thường chúng ta ăn thì nó chua chua, hoặc là người ta dầm dâu lắc để người ta bán cho mình thì được gọi là dâu đá.
và dâu đá thì thường là rất là chua, ăn phải ăn với muối hoặc là đường thì nó mới bớt cái độ chua. Còn nếu mà chúng ta mua đúng thì dâu Nhật, dâu Hàn Quốc hay nâu dâu New Zealand, dâu Úc á, nói chung là các cái loại dâu mới á, thì được trồng á, thì nó rất là ngọt luôn, ăn rất là ngọt luôn, ăn vô không cần phải ăn đường hay là ăn muối gì cả, mà nó bản thân nó đã rất là ngọt và có một cái vị thanh, cho nên giá những loại dâu đó thì cao hơn so với dâu đá. Những loại dâu đó thì từ 350 cho tới 500.000 đồng một ký, bán ngoài chợ hoặc là chúng ta vào vườn hái thì giá cũng như vậy. Vì như là các cũng dẫn rất là nhiều du khách tới tham quan những cái vườn dâu để ăn dâu, hái dâu tại vườn luôn. Và trẻ em thì rất là thích những cái hoạt động như là hái dâu, vì những trái dâu thì chúng ta thường thấy ở trên TV, rồi trên các cái clip YouTube hoặc là những cái hình ảnh thôi. Tuy nhiên thì con em chúng ta mà được sờ nắng rồi hái những trái dâu đó thì hết sức là tuyệt vời luôn. Chợ đêm Đà Lạt dù là chưa tối cho nên mà chúng ta thấy là cũng đã đông vui và nhộn nhịp vào một cái tối chủ nhật, quý vị ha. Và bây giờ thì Nha La Cà đang ghé vườn hồng cổ, vườn hồng restaurant nằm ở địa chỉ 46 Lê Thánh Tôn. Ở đây thì Nha La Cà cùng với một số anh em có một cái buổi họp mặt ở đây để ghé vào đây. Thì đây là một trong những cái vị trí quán mà có cái không gian ấm cúng lãng mạn và nó cũng rất là sang trọng, cho nên rất là phù hợp để cho chúng ta tổ chức những cái buổi tiệc để mời bạn bè, người thân. Cho nên là vào đây cái không gian nó rất là đẹp, ấm cúng lắm. Ở đây thì người ta tận dụng cái nguồn thiên nhiên có sẵn ở thành phố Đà Lạt, đó là một cái vườn hồng cổ gần 50 năm tuổi, và chủ nhà hàng đã cho xây ra một cái quán BBQ có tên là Vườn Hồng Cổ. Ở đây thì chúng ta sẽ trải nghiệm những cái buổi tiệc BBQ rất là đa dạng, các món ăn đốt lửa rồi ngồi bên những cái không gian quán nhìn nó ấm cúng sang trọng lắm. Ở đây thì quán mở cửa từ 8 giờ sáng cho tới 22 giờ tối thì có ăn sáng, buổi trưa cũng có, buổi tối cũng có. Và trước mắt chúng ta thì như là cả order cũng khá là nhiều món cho ngày hôm nay, như là rau củ đút lò, cơm chiên, bánh mì bơ tỏi, gà nướng giấy bạc, rau củ salad, pizza, mì Ý và mì xào bò, măng tây cuộn thịt xông khói, vân vân. Thì các món ăn đủ cho một nhóm khách hơn 10 người. Hôm nay thì chúng ta đi khoảng hơn 10 người, thì với thêm 5 em nhỏ nữa, 5 bé nhỏ nữa. Ở đây thì menu cũng khá là đa dạng phong phú, cơm chiên nữa quý vị, rất là phong phú. Và món ăn cũng rất là ngon, phù hợp vừa Tây vừa ta luôn. Và nếu mà quý vị quan tâm thì Nha La Cà cũng để cái menu và giá của những cái món ăn ở đây. Và nếu mà chúng ta đến thành phố Đà Lạt du lịch, nếu mà chúng ta thấy cái không gian này phù hợp với mình thì chúng ta cũng có thể ghé tới đây để thưởng thức một bữa ăn trưa, ăn tối hoặc là ăn sáng cà phê ở ngay khu vực này. Cho lên YouTube của cháu rồi. Sau khi dùng bữa tối họp mặt cùng với những người bạn thì Nha La Cà quay ra con phố và gửi tới quý vị những cái hình ảnh tiếp theo vào một đêm tối chủ nhật cùng dạo phố với Nha La Cà, quý vị ha.
Và thời tiết thì rất là đẹp, rất là ủng hộ cho một cái buổi tối đi dạo qua những cái con đường thân quen ở Đà Lạt. Nhất là cả thì hay gửi tới quý vị những cái hình ảnh cũng như là những cái video đi dạo vào ban đêm, thì chúng ta có những cái hình ảnh giống như là đang du lịch với Nhất là cả qua màn ảnh, với những cái thước phim vào ban đêm, ban ngày cũng như là các cái khu du lịch. Trước mắt chúng ta đó là con đường Nguyễn Văn Cừ. Thì con đường Nguyễn Văn Cừ này thì nối từ đường 3 tháng 2, đường Duy Tân đó vị, lên tới vùng Binh Nước, ngay phía Hồ Xuân Hương luôn quý vị. Buổi tối thì chúng ta thấy là xe cộ hai bên đường đậu rất là nhiều, và đa số là xe của khách du lịch, những chiếc xe 16 chỗ, 45 chỗ tới những chiếc xe ô tô cá nhân. Ngày nay khi mà đi du lịch đó thì chúng ta thấy là đi xe ô tô cá nhân rất là nhiều. Cho nên ngày nay chúng ta thấy là việc sở hữu một chiếc xe ô tô khoảng vài trăm triệu, 200-300 triệu cũng có rồi quý vị. Cho nên ngày nay việc sử dụng xe ô tô để di chuyển đi lại cũng như là du lịch nó khá là phổ biến đối với người Việt Nam chúng ta. Và bây giờ là 20 giờ tối quý vị, thì bây giờ tối Chủ nhật thì thường là không có đông hơn so với những cái tối mà thứ sáu, thứ bảy. Cho nên là chúng ta thấy là tối hôm nay dù có đông, tuy nhiên là chúng ta xe cộ vẫn có thể di chuyển vào bên trong khu vực này dù rất là chậm. Những mùa hè như thế này thì tiểu thương cũng như là mọi người kinh doanh buôn bán ở trong khu vực chợ đêm Đà Lạt này thì có một cái, nếu mà đông khách đều đều như thế này thì chúng ta thấy là có một cái mùa hè cũng hết sức tuyệt vời. Năm nay thì theo cảm nhận của Nhân Lạc thì năm nay lượng du khách đông hơn năm ngoái quý vị. Thường những cái ngày cuối tuần mà như năm ngoái thì ít bao giờ xảy ra tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên năm nay thì việc di chuyển vào các cái khu du lịch vào những cái ngày cuối tuần thì rất là đông, kẹt xe nhiều, hôm kẹt xe từ ngay trung tâm thành phố Đà Lạt mà ra tới ngã ba Tà Nung Suối Vàng luôn quý vị. Đi rất là lâu, rất là chậm, nhiều khi mà đi từ đây mà xuống tới Tà Nung mất tới hơn 2 tiếng đồng hồ, rất lâu, bình thường chúng ta chạy khoảng nửa tiếng thôi. Như vậy là hôm nay Như là cả đã gửi tới quý vị những cái hình ảnh thân quen của thành phố Đà Lạt, ngay quảng trường Lâm Viên, chợ đêm Đà Lạt, cũng như là gửi tới quý vị một địa điểm ăn uống, một cái tiệc ngay khu vực Vương Hồng Cổ. Nhân Lạc Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã đồng hành cùng với Nhân Lạc Cà. Và bây giờ thì Nhân Lạc Cà xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.